Bà bị sao mất rồi chị? Bệnh dạ, bị mổ 8 lần rồi, bây giờ tiểu đường nó biến chứng. Nằm vậy bác sĩ chạy rồi, các bệnh viện chạy chứ rồi giờ mới ra bệnh viện Bình Dân mổ thêm 2 lần rồi 8 lần nó hổng sáu rồi, giờ bác sĩ trả về nằm đi chết. Hello Trung Thận, xin chào quý ông bà cô chú đang xem trên kênh Hội Thiện Nguyện BDS. Thì sau khi công tác ở miền Trung thì anh em quay lại với công việc chính là cứu thương không đồng để mà giúp đỡ cho bà con. Thì ngày hôm nay Trung Thận đi cùng với lại anh Hận để mà đến nhà trọ để mình xem hoàn cảnh này ra sao và như thế nào. Tại vì có một số vấn đề về giấy tờ thì anh em lại cũng hướng dẫn cho gia đình theo cái sự hiểu biết ít ỏi của Trung Thận ngoài Hội Hận. Để mình lại mình coi tình hình mình giúp đỡ cho hoàn cảnh này cụ thể và chi tiết hơn nha cả nhà. Thì Trung Thận xin mời cả nhà mình cùng vào bên trong để mình tìm hiểu cùng với gia đình về hoàn cảnh này nha cả nhà. Trung Thận với Hoài Hận sẽ vô cập nhật cho cả nhà mình tiếp tục. Cả nhà mình cùng đồng hành với Trung Thận Hoài Hận. Rồi thì nãy giờ em cũng nghe là bên gia đình gọi về xin hoàn cảnh. Mình đứng đây xin xét để ngồi. Thì bây giờ gì nè. Thứ nhất á thì em cũng có nghe nói là hồi chiều là người mất là mất tại ở đây nhà trọ, thì gia đình muốn đưa xác về liền đúng không chị, đúng không? Ở dưới thì cũng có người ta cho hoàn cảnh khó khăn, người ta không cho hòm mà đưa, đúng không? Thì em muốn biết là cái người mất là nam hay nữ, hay là nữ là cái gì với chị? Mẹ của chị nè. Mẹ của chị, còn chị là cái gì con? Mẹ là con. Chị là con. Thì trước hết em xin phép chị, thì vì bên hội em làm thì em có quay phim ghi hình ảnh, thì mình gia đình mình có đồng ý để mà em chia sẻ hình ảnh quay phim không? Dạ bình thường. Dạ thì chị có thể cho biết là bây giờ hiện tại là bây giờ là giống như hồi nãy chị điện chị nói là đi về dưới đó, đi về dưới đó trên đường về thì về dưới lập dấu bao tử, thì mình ở đây mình điện mình có báo với lại bên khu vực ở đây chưa? Dạ rồi. Em mới báo. Báo khu vực, khu vực nói sao? Dạ thì cầm theo cái bệnh á, có bệnh á, mang lên xe cứu thương tìm có gì cần. Rồi về dưới rồi làm giấy báo tử cho cái người mất này được không? Được không? Ok được, thì bây giờ tụi em lại đây thì tụi em để tìm hiểu nguyên nhân như nào, rồi xong rồi em sẽ cho xe cứu thương qua đây vận chuyển để mà đưa bà về. Bà năm nay chắc cũng lớn tuổi hả chị? 74. Có thể lên chợ nè. Dạ. Bây giờ trước tiên em nói chuyện với chị đây đi, rồi chút xíu nữa anh em nó qua bển nó làm. Dạ. Chạy xe cứu thương qua đây để mà giúp cho gia đình của mình. Thì hiện tại bây giờ á, xe cứu thương của em đi được là một người mất với lại em cho được hai người đi theo. Dạ. Thì mình sắp xếp trong gia đình thì hai người đi theo về dưới quê ha. Đúng rồi. Còn giấy tờ hoàn cảnh khó khăn thì mình đã làm xong rồi đúng không? Dạ. Dạ. Thì em cũng hỗ trợ cho mình giúp đỡ gia đình hết mình. Dạ. À. Chiều giờ em cũng nghe gọi thì em qua hôm nay em coi thử giấy tờ để mà làm giấy báo tử như kia nọ đó, em sợ là địa phương nó chưa xuống, thì địa phương xuống rồi thì tốt anh chị ha. Dạ chị tên gì? Dạ tên Tiết Ly. Chị Tiết Ly là con của bà. Hồi trước giờ bà ở đây bà sinh sống sao? Tình vô anh diễn hoài với nặng nhà. Chị là cái người gần gũi nhất với bà. Chị ha. Mẹ Út. Chị Út, chị cũng làm ở trong công ty luôn hay sao? Đúng rồi, mấy chị em làm công ty đúng không? Mấy chị em làm công ty. Mình chị em đông không? Bốn chị em. Bây giờ bà như vậy rồi, bây giờ cho trong gia đình lo sắp xếp đi. Chút xíu nữa em về em qua, em đưa chị qua. Bà mình cũng 10 năm vô bệnh viện, kiếm ổ, bây giờ rất giả quá, kiếm xe về cũng có. Chiều giờ là chị liên hệ bên em, chị gọi bên em rồi chị có gọi bên nào nữa không? Dạ không. Sao chị biết thông tin bên họ? Trên mạng hay tôi cứ bán của bạn. À, chị gọi. Chị gọi là hướng dẫn làm giấy tờ cho chị xong xuôi hết rồi, giờ được cái gì rồi mừng mình đi về. À đúng rồi. Dạ. Có xe mừng rồi. Dạ. Bà bị sao mất rồi chị? Bệnh dạ, bị mổ 8 lần rồi, bây giờ tiểu đường nó biến chứng. Nằm vậy bác sĩ chạy rồi, các bệnh viện chạy chứ rồi giờ mới ra bệnh viện Bình Dân mổ thêm 2 lần rồi 8 lần nó hổng sáu rồi, giờ bác sĩ trả về nằm đi chết. Mình về ở chính xác địa chỉ nào, ở đâu chị? Ấp Bình Bào, xã Bình Phẩm, huyện Đầm Dơi, thành phố Đầm Dơi, Cà Mau. Dạ đúng rồi. Dạ.
Thì đó thì thôi để có gì em gọi xe nó qua. Và bây giờ mình chạy về dưới cái xe cứu thương nó vô được bên trong nhà mình không? Hay là mình có đi vỏ lãi gì vô không? Vô ngay lộ luôn. Ngay lộ luôn. Mình vô được cái nhà luôn ha. Dạ đúng rồi, vô ngay nhà. Dạ dạ. Để anh Hận anh điện cho xe cứu thương bên chạy qua. Thì ca này Cường với lại Quyền đi nha cả nhà. Đồ đạc mình chuẩn bị xong hết chưa? Rồi chị đợi cho em trong giây lát nha. Ai trong gia đình mình á, ai mà có xe á, tại vì xe cứu thương em đi á, ai có xe thì bây giờ mình uống thuốc xe trước đi. Dạ. Nha. Rồi chút xíu nữa xe nó qua rồi mình lên mình về cho đỡ xe. Rồi ăn uống gì chưa? Chưa, gia đình chưa ăn. Lo ăn uống đi, đây về dưới lâu lắm. Nhưng mà đi dọc đường có ghé cái xăng đồ toilet không? Dạ có. Ta xe đi dọc đường thì có ghé đi vệ sinh đồ này kia nọ, nếu như có gì chị cứ nói tài xế. Tài xế chạy đưa mình về á. Rồi bây giờ mình lo ăn uống đi rồi để anh em nó tranh thủ nó xe nó qua rồi mình đi về dưới luôn. Mua bánh theo à? À dạ. Để mua bánh bỏ vô bọc đi. Bánh như nước bỏ theo cho tài xế. Bánh bao rồi chồng được nhóc. Để mua mua bánh mua đồ cho mua bà cậu cho tài xế cũng đỡ buồn ngủ. Để mình ăn. Rồi rồi. Rồi thay đồ cho bà cậu vô. Thay đồ đó. Chị ha, tụi em cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình cùng quý vị khán giả đang xem trên kênh Hội Thiện Nguyện BDS. Chia buồn đến gia đình của mình chị ha. Ở trên lầu ở dưới vậy chị, ở trên lầu. Ngay căn đây luôn nè. Ngay căn cửa sổ đầu tiên luôn. Còn hàng lớn không ạ? Đi được. Đó, mình vô mình coi thứ bánh cam vô vừa này ở chợ đây luôn. Giờ mình mất ở chợ mà à trong này đó chị. À hiện tại thì bây giờ ở đây lên cầu thang cũng hơi hẹp ha. Cầu thang về chỗ mà. Này phải lấy bằng cà tay lên rồi. Này mà đưa xuống. Này mình ở chỗ trong này bao nhiêu người? Ở ba ngoại với chị là ở một phòng. Còn bên này là ba mẹ với cháu nội với em. À là mình mướn gia đình chung mình hai phòng. Để mình lên đây làm. Ở dưới quê không có nhà luôn ha. Dạ không. Anh là cái gì? Cháu ngoại. Anh là cháu ngoại. Cháu ngoại con người thứ hai. Ở dưới quê không có nhà rồi mình liên hệ sao để mà đưa bà ngoại mình về? Liên hệ mấy cổng hay gì ở dưới á. Kêu che gạp. Che gạp để đưa bà ngoại về. Dạ. Còn mấy cậu có gì hay tin chưa không? Dạ, biết gì dưới là đồng ý hả? Điện gì dưới cho ai hết, tại mấy cậu đang lo ở dưới. Ừ. Chúng em có về không? Dạ, em nán lại xíu chờ anh gửi về chung. Thầy anh gửi ở Đồng Nai á, không biết đường về. Có mẹ rồi đi về trước. Rồi, cố gắng lên nha. Ngoại bệnh đâu vậy rồi giờ cũng biết sao giờ. Đi em vô với ngoại đi. Cái này mình phải lấy cái băng ca tay vô. Hẹp quá hình không? Hẹp quá. Cái xe đó mình đi được mấy người vậy? Hai à? Dạ anh cho hai người. Dạ. Hai xe xe đó thì uống nước vô. Hai người giờ ai sắp xếp ai đi vậy? Lúc đi không đi thì mẹ. Mẹ mà nói mẹ mà đâu đi được, đâu biết gì đâu mà đi. Rồi thì trước khi nhận cũng gửi lời chia buồn tới gia đình mình nha. Nha con ha. Dạ thì cái phần hỗ trợ thì để anh em nó còn đưa về nữa, xe nó qua. Cái đường hơi nhỏ thì chắc phải đưa cái băng ca tay đó. Hỗ trợ đưa xuống nha. Dạ, rất là nhỏ trong nhà trọ. Thôi thì đi xuống đợi xe nó qua. Đây ở ai phòng kế bên luôn á. Đã ở đây lâu chưa?
Mười mấy năm rồi. Hồi mới cắt đó, có hai phòng vô tới giờ. Mới cắt vô ở đầu tiên đúng không? Dạ. Ở gì hai phòng phòng tháng nhiêu chú? Chiều ba. Bên đó bên này em nghe có nghe em trai nói về dưới giờ gia đình bỏ lên đây làm hết rồi, giờ về dưới cũng có đất đai gì nhờ mấy ông cậu mới mới về dưới để mà đưa bà về dưới để mà về dưới thì cũng mướn dạp để bỏ ngoài nhà không có nhà. Dạ nói chung là anh em trên này hết luôn á. Nói thì sao mình không có cậu phương pháp là khác anh, về dưới cho đất nhà hay sao? Cho đất nhà. Tự không có đất nhà thì quả tán. Đúng, có đất không có nhà. Có đất không có nhà. Rồi. Trong cuộc sống mà. Đây công nhân không à cả nhà. Đây dễ là trọ tập thể công nhân. Rồi đi xuống dưới đi coi đợi xe nó qua xíu. Rồi ok. Thì bây giờ trong khi đợi xe mấy anh em xuống coi tình hình sao, phụ Cường với Quyền để mà đưa bà về đến quê nhà nha cả nhà. Thì anh Hận ơi, mình bây giờ cái đường này nó hẹp quá nè, mình lấy băng cao tay mình đi lên như này để mà đưa xuống. Thôi bây giờ mình anh em mình đến đây để mà khảo sát đưa thông tin tình hình cũng như là cho cả nhà mình biết cái hoàn cảnh của bà gì rồi. Bây giờ Trọng Thuận với Hoài Hận xin kết thúc video tại đây, cũng hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở hoàn cảnh này ở phần 2 của Cường đưa bà về. Thì về dưới quê thì hoàn cảnh bà ra sao như thế nào thì về phần đó thì Cường với lại Quyền sẽ cập nhật cho cả nhà mình xem sau ha cả nhà ha. Đây. Cảm ơn như cả nhà yêu thương Hội Thiện Nguyện BDS cũng như bà con có hoàn cảnh khó khăn, thì mong rằng tất cả hãy cho một like, một đăng ký, một chia sẻ. Thì bên đó có những cái sản phẩm bên công ty Tấm Sang, cả nhà nếu yêu thương ủng hộ để những cái giọt sông, giọt dầu hỗ trợ cho bà con. Thì Hoài Hận và Trọng Thịnh cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Rồi, anh em mình xuống. Đây, hiện đây ở lòng 1 rồi cả nhà. Để Trọng Thịnh cứ hầm xuống dưới nha. Điện cho anh em nó đem bao xác qua hình không? Em tôi xác qua để mà tập đưa cho bà chị. Thấy ở dưới quê thì cũng có người cho áo quan rồi nha cả nhà. Dạ thì xe cứu thương đến rồi nha cả nhà.